Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, lượng khách đến tham quan các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tăng dần theo từng năm. Điều này đã phản ánh phần nào sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc quảng bá, xúc tiến, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch nhằm đưa du lịch Bạc Liêu phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Và để cho các điểm du lịch có sức thu hút đối với du khách thì việc đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên chuyên nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên điểm nhấn cho du lịch Bạc Liêu. Vì thế, ngoài việc mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tỉnh Bạc Liêu đã hình thành câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch mà các thành viên đều là những người trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có chung một tình yêu, lòng tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương xứ sở. Thực hiện nghị quyết số 02 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch và góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bạc Liêu với du khách gần xa. Năm 2012, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã thành lập câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch. Thành phần là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang trong tỉnh. Bước đầu thành lập thì câu lạc bộ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì các bạn tham gia thì ai cũng trên tinh thần tình nguyện, nhưng mà các bạn cũng không có nhiều cái kiến thức chuyên môn về lĩnh vực du lịch. Và để khắc phục những cái khó khăn đó thì ban chủ nhiệm của câu lạc bộ cũng đã tiến hành khảo sát các địa điểm du lịch, rồi tiến hành tập huấn cho các bạn về kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng thuyết minh du lịch tại điểm, hướng dẫn trên xe, vân vân. Thì qua cái thời gian mà hoạt động thì câu lạc bộ đã mang đến nhiều những cái hiệu quả. Thứ nhất là đối với các bạn tình nguyện viên tham gia các hoạt động thì các bạn được hiểu biết thêm nhiều hơn nữa kiến thức về lịch sử quê hương, thông qua đó thì giáo dục với truyền thống của quê hương cho các bạn, rồi các bạn cũng được trưởng thành hơn các trong cái cách ứng xử, rồi cách tham gia tổ chức và phục vụ các cái sự kiện. Thì ngoài ra thì câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch hiện nay thì cũng đang là một cái lực lượng chủ đạo để tham gia tình nguyện phục vụ cho các cái sự kiện của tỉnh, nhận được sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trở thành một cái lực lượng nòng cốt không thể thiếu được, là một cái lực lượng mà mỗi khi mà du khách đến tham quan tại Bạc Liêu thì luôn nhớ đến các bạn để mời các bạn đến tham gia hướng dẫn và thuyết minh. Một buổi tập huấn tình nguyện viên, thuyết minh viên tham gia phục vụ ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào tháng 11 năm 2017. Các bạn trẻ đã được chủ nhiệm câu lạc bộ giới thiệu sơ nét về sự kiện cũng như nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tình nguyện viên, thuyết minh viên. Để chuẩn bị tốt cho ngày hội, thành viên câu lạc bộ chia thành hai nhóm: nhóm hướng dẫn đoàn, nhóm trực khách sạn và sắp xếp vị trí đêm khai mạc, bế mạc. Chủ động, tận tâm, chu đáo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết hỗ trợ nhau trong công việc là những yêu cầu đòi hỏi các bạn trẻ phải thực hiện nghiêm túc khi tham gia hoạt động này. Chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, làm cho buổi tập huấn thêm phần sinh động. Với những người trẻ này, có bạn đã từng phục vụ những sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, nhưng cũng có bạn mới tham gia lần đầu nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, ứng xử để các thành viên câu lạc bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là điều cần thiết trước khi diễn ra những sự kiện lớn của tỉnh. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 7 quy tụ gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên ở 12 tỉnh thành Nam Bộ tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trưng bày, triển lãm, thi đấu các môn thể thao. Dẫu là một bộ phận nhỏ tham gia phục vụ ngày hội, nhưng công việc của các thành viên trong câu lạc bộ không kém phần vất vả khi phải túc trực ở các đoàn, nắm sát số lượng, lịch hoạt động của đại biểu và sẵn sàng hướng dẫn khách đi tham quan khi đoàn có nhu cầu. Với phương châm nhã nhặn, lịch thiệp, văn minh, hiếu khách, ấn tượng, các thành viên trong câu lạc bộ đã cố gắng làm hết sức mình, làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên Bạc Liêu trong lòng du khách. Và nguồn động viên lớn nhất đối với các thành viên câu lạc bộ chính là những tình cảm tốt đẹp, sự hài lòng của du khách đối với mình. Tôi đến Bạc Liêu lần thứ hai. Lần thứ nhất là đến cái festival đờn ca tài tử ở tại Bạc Liêu. Thì đây là lần thứ hai mình được tham gia cái ngày hội văn hóa
thể thao du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ do Bạc Liêu đăng cai. Thì sau khi đến Bạc Liêu lần thứ hai thì tôi thấy ở đây có một cái sự đổi mới rất là nhiều. Trước đây thì mình đến thì cái phong cảnh thì lúc đó mình ở ngoài cái nhà mát. Rồi sau này được đến này thì mình thấy là cái Bạc Liêu rất là thay đổi. Đặc biệt là con người Bạc Liêu thì rất là chân chất, dễ thương và hiếu là mến khách. Cái thứ hai là mình tham quan được cái chỗ là của nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì rất là xúc động khi thấy được cái chỗ đây là nơi mà hình thành cái bài Già Cổ Hoài Lang và từ đó trở thành cái bài vũng cổ và phát triển thành cái lương. Trước khi tôi qua đây thì đã có các em có đã điện thoại nhiều, rất là nhiều. Khi đến khách sạn thì các em đến rồi hướng dẫn. Rồi khi mà mình đi họp ở chỗ nào thì các em nó rất là nhiệt tình. Cái ngày mà đi giao lưu ở tại huyện Hồng Dân thì các em cũng đến, mặc dù trời mưa rồi nó đến về rất là khuya. Thì tôi thấy là cái lực lượng cộng cái tình nguyện viên kỳ này rất đáng biểu dương, tức là các em rất là nhiệt tình, là song sáo. Những cái hoạt động mà mang tính khu vực thì tỉnh đã tổ chức rất là tốt việc mà có cái lực lượng tình nguyện viên. Và các em đó là tham gia hướng dẫn cho các đoàn đi tham quan, giới thiệu về các cái di tích lịch sử của, cũng giống như văn lâm thắng cảnh của Bạc Liêu. Thì có những điểm là mình đến là mình chỉ mới biết thì thôi, nhưng mấy bạn giới thiệu xong là mình thấy rằng là mình cũng cần đi thêm nữa. Thậm chí lần này đi chưa được thì lần sau cố gắng đi cái điểm mà các bạn đã giới thiệu. Qua các lời giới thiệu các bạn, mặc dù các bạn rất là trẻ, không phải là nghề chuyên ngành để đi giới thiệu du lịch, nhưng mà ở trong đó là khi khách đến, khi bản thân mình đi đến thì cái cảm nhận tình cảm của mình đối với Bạc Liêu thông qua các em thì nó giống như người trong nhà. Tức là các em thể hiện được cái chuyện là giống như giới thiệu thêm những cái địa danh gì đó mà mình chưa biết. Thì đó là cái tình cảm lớn nhất khi mà người đến với Bạc Liêu có được. Người ta đi xa rồi, người ta vẫn mong trở về Bạc Liêu một lần nữa. Bằng sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian qua, câu lạc bộ Thuyết Minh Viên Du Lịch đã tham gia hướng dẫn và thuyết minh cho gần 200 đoàn khách với 20.000 lượt người đến tham quan và dự các sự kiện mang tầm khu vực, quốc gia, quốc tế diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu như Festival Đờn Ca Tài Tử Quốc gia lần thứ nhất năm 2014, liên quan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015, chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu và gần đây nhất là Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 7. Cuộc diễn tập theo Nghị định 30 của Chính phủ. Dù là ngày lễ Tết, ngày nghỉ cuối tuần, khi nhận được sự điều động và yêu cầu cần thiết, các thành viên câu lạc bộ đều tham gia hướng dẫn đoàn. Để bài thuyết minh của mình sinh động, có hồn, ngoài việc nắm thông tin về các điểm di tích, du lịch của tỉnh, các thành viên câu lạc bộ đã được khảo sát thực tế. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã thực hiện các ấn phẩm du lịch, gồm một sổ tay du lịch và DVD Bạc Liêu Tôi Yêu bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy không có kinh phí hoạt động, thời gian lại khá eo hẹp đối với các bạn đang công tác ở một số cơ quan, đơn vị. Nhưng với tinh thần tự giác và tình yêu quê hương, các bạn trẻ đã tích cực tham gia hướng dẫn, phục vụ các đoàn khách đến công tác và du lịch tại Bạc Liêu, góp phần giới thiệu đến du khách về phong tục, tập quán, các điểm du lịch tiêu biểu của địa phương. Tôi tham gia câu lạc bộ Thuyết Minh Viên Du Lịch tỉnh Bạc Liêu cũng đã gần 4 năm. Thì trong quá trình tham gia câu lạc bộ này tôi học hỏi được rất là nhiều điều cho mình. Như là có thể mình hoạt động những khả năng ngoại khóa của mình chẳng hạn. Ví dụ như có thể là phát biểu trước đám đông, tự tin giới thiệu cho người khác biết về những cái điểm đẹp, điểm hấp dẫn của tỉnh nhà đối với những bạn bè trong ngoài tỉnh, hoặc là xa hơn là có những cái du khách là đến từ nước ngoài. Thì trong quá trình hoạt động tới câu lạc bộ thì cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Những hoạt động của tỉnh nhà thì thường có thể là có kinh phí hoặc không có kinh phí, nhưng các bạn đều rất là tham gia, rất là nhiệt tình và rất là vui. Thì qua đó là mình có thể tiếp xúc, giao lưu được nhiều bạn bè hơn. Bản thân tôi là một giảng viên trường Đại học Bạc Liêu. Thì khi mà nghe anh có thành lập câu lạc bộ Thuyết Minh Viên Du Lịch của tỉnh thì tôi rất là hăng hái tham gia, tại vì tôi nghĩ là đây là một cơ hội để tôi rèn luyện cái kỹ năng nghiệp vụ của mình, đặc biệt là thuyết trình du lịch.
khi mà dẫn các đoàn thì hoàn thiện cho tôi những cái kỹ năng giao tiếp ứng xử giữa các thành viên của các đoàn, nên là tôi nghĩ đây là những cái bài học mà giúp ích cho tôi trong việc giảng dạy sau này. Bên cạnh đó thì tôi có thể là góp phần một cái công sức nhỏ bé của mình vào việc là quảng bá hình ảnh Bạc Liêu đối với các bạn bè du khách gần xa. Và đối với tôi thì khi là giảng viên thì tôi thấy là không có nhiều cái thời gian cho các hoạt động khi mà câu lạc bộ thuyết minh viên nhiều, nhưng mà đối với tôi mỗi cái lần tham gia thì đối với tôi là một cái những cái kỷ niệm không thể nào quên. Và tôi cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì ngày càng có nhiều thành viên, có nhiều các bạn trẻ là tham gia cái câu lạc bộ này hơn nữa, và để cùng nhau là hỗ trợ phát triển câu lạc bộ ngày càng thêm vững mạnh. Tôi rất là vinh dự và tự hào vì đây là một cơ hội để tôi có thể giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của Bạc Liêu đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Thì mong rằng trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ có được thêm nhiều cơ hội để tham gia các sự kiện của tỉnh, tích lũy nhiều kinh nghiệm để góp phần vào sự phát triển của câu lạc bộ, cũng như xây dựng hình ảnh của thanh niên Bạc Liêu nhiệt huyết và năng động. Từ việc ban đầu là chỉ tập hợp những người trẻ có mong muốn góp phần quảng bá du lịch Bạc Liêu, thì giờ đây với số lượng 100 thành viên, hoạt động của câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch ngày càng mang tính chuyên nghiệp và từng bước hoàn thiện hơn. Hoạt động này được Trung ương Đoàn đánh giá cao, nhiều tỉnh trong khu vực cũng đã đến tìm hiểu, học hỏi để nhân rộng mô hình, và đặc biệt là được sự quan tâm, ghi nhận của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Thì sắp tới thì để mà câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn thì ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng sẽ chủ động hơn trong cái vấn đề là vận động các cái nguồn kinh phí. Bởi lẽ là hiện nay thì câu lạc bộ cũng có thể nói rằng trở thành một cái thương hiệu nhỏ của thanh niên rồi, nên là mình cũng có thể điều kiện để mà vận động các cái doanh nghiệp mà liên quan tới cái lĩnh vực du lịch đó để hỗ trợ cho câu lạc bộ về vấn đề kinh phí. Và ngoài ra thì câu lạc bộ cũng sẽ đề xuất với Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên của tỉnh, rồi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để mà tổ chức nhiều hơn nữa các cái buổi tập huấn, mà đặc biệt là tập huấn thực tế các cái điểm tham quan du lịch cũng như trong tỉnh để cho các bạn có thể nắm rõ hơn, rồi tổ chức cho các bạn tập huấn thêm những cái kỹ năng như là kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng quản trò. Khi mà tham gia hướng dẫn một đoàn khách thì không chỉ là thuyết minh du lịch mà mình còn phải kết hợp các cái kỹ năng khác để làm cho cái buổi hướng dẫn khách nó thêm thú vị hơn, để du khách người ta nhớ nhiều hơn. Và ngoài ra thì câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch của tỉnh cũng dự kiến là trong thời gian tới thì sẽ mở rộng hơn nữa các cái đối tượng để mà thu hút các bạn đến, thì thông qua cái hoạt động của cái trang mạng xã hội của câu lạc bộ thì để giới thiệu quảng bá hình ảnh của quê hương Bạc Liêu nhiều hơn nữa đối với du khách, và cũng là một cái cầu nối để cho các bạn biết đến câu lạc bộ nhiều hơn, để các bạn tình nguyện tham gia vào câu lạc bộ, và khách du khách cũng biết nhiều hơn về Bạc Liêu, và câu lạc bộ sẽ là một cái cầu nối để làm sao mà du khách có thể thông qua các trang mạng xã hội liên hệ với câu lạc bộ để câu lạc bộ có thể cử thành viên tham gia hướng dẫn thuyết minh cho khách khi đến với Bạc Liêu. Câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch cũng sẽ mở rộng nhiều hơn các cái đối tượng các bạn tham gia, không chỉ là lực lượng thuyết minh viên mà còn thêm đó là lực lượng tình nguyện viên. Bởi lẽ là theo thực tế nhu cầu thì các cái sự kiện của tỉnh thì cần rất là nhiều những cái bạn tình nguyện viên để tham gia, và cũng đổi tên, dự kiến là sẽ đổi tên câu lạc bộ thành câu lạc bộ thuyết minh viên tình nguyện viên du lịch, để làm sao mà phục vụ tốt nhất cho cái hoạt động của tỉnh, cũng như là góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Bạc Liêu đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh. Năm mới đã bắt đầu. Với những dự định, ước mơ tươi đẹp của tuổi trẻ, với những kết quả đã đạt được, với những trái tim đầy nhiệt huyết, ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch tỉnh Bạc Liêu vẫn luôn phấn đấu với khát vọng được cống hiến cho quê hương, góp phần đưa du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển và tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh người Bạc Liêu chân tình, hiếu khách. Chuyên mục Đất và Người Bạc Liêu kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trước thềm năm mới 2018, những người thực hiện chương trình chúc quý vị bình an, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.